giờ mình gỡ lưới nha các bạn. Bên kia thì xa xa kia thì Quỳnh Khoa với Mr. Hiếu thì đang đào hang ếch. Mình thì soạn đóng lưới này chuẩn bị chiều mát mát đi dăng nha các bạn. Dạ. Chơi đủ hết năm nay. Các bạn, mình soạn mới được đó các bạn. Đây, đây là hết bắt ếch, đây là dấu hiệu của hang ếch nha. Đây các bạn, nó chui vô hang á, xong nó đào cái hang, đào đất ra ngoài, xong nó tự lấp lại. Đây, nó sẽ có con ếch ở trong đó. Bây giờ đây đó các bạn thấy không? Ở ngoài đây đó, nó lấp đất lại, mà ở trong là cái hang. Đó. Chắc chắn là có một con ếch ở trong đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đào nó lên. Giờ mình sẽ đút tay thử mình coi nó hang này nó sâu không? Ráng không? Hang này nó ăn vô các bạn. Tôi hiểu lại lòi. Chết mẹ, đụng cua rồi. Chưa đụng gì hết, hang khá là sâu các bạn. Nếu mà đào không được lấy đồ móc, lấy gác cái đất rồi nhét vô, nhét cứng ngắc vậy đó, rồi chừng vài tiếng sau lại móc ra cái nằm ngoài sâu quá, lỡ cái đào luôn, đào ở trong cái đó luôn á. Đây là công tác giăng lưới, đi đi phượt đi chơi mà mặc đồ đeo quốc trang này nhìn quế bà luôn. Đi ngắn không về còn phải vô phòng mổ này nọ nữa đây. Và bây giờ thằng Hữu Hiếu của chúng ta sẽ giăng lưới ở đây, cá ông nhiều lắm các bạn. Trời, cá ục kìa các bạn. Giờ quá. Nó sạc ục rất nhiều. Giờ là chú Hiếu của chúng ta sẽ cầm cái này cái sạc. Ừ, An cầm đi cho thằng Khoa nó cầm máy quay. Ok. Xả cho tao đi chứ mày không xả đây cho tao đi. Để chuyển công tác máy quay nha các bạn. Dương. Giống thả lưới ngoài biển quá ha các bạn. Mình chơi giờ mình công được, giờ mình ra văng luôn nha. Đục nước của người ta chửi chết rồi. Lầy thiệt chứ. Dính rồi đó các bạn à. Mới để xuống mình thấy là có dấu hiệu nó dính quá trớn rồi các bạn. Rồi. Bạn xem nha các bạn. Mình thấy là bắt đầu có dấu hiệu gỡ hơi cực rồi đó. À, Hiếu giật còn miếng nha. Đó. Dỡ lên. Đó. Tờ dính rồi. Đó. Các bạn thấy chưa các bạn? Đó. Nhân xong rồi bạn Hiếu chạy qua đầu kia gom lại một cái. Có văng thì dỡ liền hả? Ừ, nó dỡ liền. Để lâu dỡ không nói hả? Dỡ lâu dỡ không? Lù. Phải lù à? Có lùa không? Lùa chứ. Rồi chìm lưới luôn, cũng dính chìm luôn rồi. Cá gô luôn kìa, rồi.
ngang qua đấy cái vỏ thải xuống thôi. Vỏ nào? Cái vỏ bắt cá đó. Gỡ luôn hả? À cái này. Đây. Tao thường thường tao chơi liên quân tao quýnh tay ngắn không nghe. Tao dài không được. Ờ tính vỡ cho con cá mà. Vỡ lên. Vỡ cho con cá coi. Các bạn vỡ lên. Đó các bạn có con cá gì bự chán vô coi. Bạn cứ bỏ xuống đi giờ lát nó cũng dính lại à. Nó sặc trắng. Có cái sặc bướm không về nuôi chơi. Đây là công tác gỡ cái thằng. Nếu biết cái sặc bướm không hiểu. Ờ có nuôi đã lắm á, có hồ kiến nhà. Công tác gỡ cá nha các bạn. Dùm dùm, đang dùm. Không dùm sao thấy cá rồi. Đây cá trắng nhiều lắm nè. Trời, cá bự, cá bự. Im đi, im đi. Vỡ lên nó gì thấy, vỡ lên nó sậy. Đi, im đi. Theo cái tình hình này thì cá trắng nha các bạn. Đó, vỡ lên, vỡ cao lên, hết cao lên. Rồi, rồi, ok, ok, thấy rồi. Theo tình hình này kiếm vài ký cá đâu có đơn khó. Cá sặc mình ăn không có khó. Đây cá rô. Cá rô. Đó, các bạn thấy cá rô à? Nó nó trời quá trời. Bung quốc toàn này đi em. Hả? Bung quốc toàn này. Gì? Trả lời cho lấy nguyên cá toàn luôn. Trả lời. Rồi lấy vô cận rồi giờ ra đi. Đây lội mà không qua lội tức rồi chết. Đâu có cho mày lội đâu. Tao là quen, có lâm giác đụng vô cái nhít chân đi qua chỗ khác. Gạch không à. Gỡ cá cực quá bạn ơi, lâu quá bạn ơi. Bởi vậy. Cái này mình lùa người ta lao. Không. Thôi đừng chổi. Sạc hào nữa. Hả? Tôi nhớ là như còn nhiều hào lắm á. Ở vậy mày gỡ phụ cho tao cắt đầu tao qua phơi khô sách về dưới biếu mọi người nằm gam ăn. Cho các khán giả của chúng ta được cá sạch không à thôi. Có luôn. Dính một đùm mấy cá sặc trắng mày không biết nữa, dính một đùm là 3-4 con gì đó, chưa đầy 5 phút gian. Cái này mà cái chài kìa gọi mày còn á Hiếu, bắt sướng hơn nè, nó bít lỗ lưới luôn rồi Hiếu ơi. Hả? Nó bít lỗ luôn rồi. Kệ nó, kệ nó chứ sao. Bây giờ nhảy xuống mày dở phụ tôi đi. Ờ không dám nhảy ông nội ơi, đúng gì tới gần cổ luôn nhảy gì. Để xuống đi. Để xuống cho nó dính nữa. Nó nặng quá rồi, nó chìm vào. Đây là nãy giờ là gần nửa tiếng rồi nha các bạn, mà cầm thủ Mr. Hiếu vẫn còn chưa gỡ xong nha các bạn. Hớ hớ cá lên cho coi cá lần hai nha Hiếu. Dỡ lên. Nhá nhẹ cho các bạn coi các bạn. Rồi các bạn à. Mình thua rồi các bạn ơi. Hạt An với Hạt Khoa là thôi như bó tay. Chỉ biết ngồi ngắm nhìn, ngồi gỡ thôi, gỡ phụ. Con cá sặc nó mập rồi bạn. Đây các bạn thấy à. À cá sặc này ngày mai là mình sẽ mần, cắt đầu, cạo giải và phơi khô nha các bạn. Phơi một nắng, sau đó mình đóng vô bịch ém khí và bỏ tủ lạnh. Đâu có, mình văng qua sông cái rồi để cho chích cái bắt. Mà không có quay cảnh chích. Cái mà giờ mình nói là mình mới lai, mình làm miếng gỡ quá. Xuống gỡ đi Khoa. Rồi cũng hụt đầu thôi ơi. Đây là cá sành các bạn. Đây đây em quay cho. Rồi. Sau thu lưới nè. Rồi phao các bạn. Tới công tác thu lưới các bạn. Đây. À, sau khi giăng lưới và đi chơi một thời gian thì bây giờ Cường Hữu Hiếu đã trở lại để cuốn lưới. Cuốn lưới. Và được sự trợ giúp của Cường Hữu An. Đây. Công tác thu lưới các bạn. Rồi. Cá đây các bạn.
đem về làm mắm các bạn ạ. Đâu rồi, cá đâu? Rồi. Đó con cà rô bự. Rồi. Gom hết vô bụi chuối ngồi gỡ mày ơi. Gom hết về bụi chuối. Ờ, ngồi ăn, ăn thu rồi đi. Thu rồi đi. Rồi phải không? Kéo à. Dướng ơi, dướng ơi. Dướng gì nặng tịch tê nè. Hả? Rồi thấy một con à. Dướng nặng tịch rồi mày ơi. Cá nặng á. Dướng cây đây nè. Nó vụt rồi đó. Ăn đứng đi, thu một tư thế thôi. Ờ rồi thu đi. Cái gì vậy? Trời ơi, ngang này. Dính lại, dính lại. Kéo lên. Dính lại, từ. Này, thoát nó chưa? Kéo lên luôn. Ờ, dính luôn rồi. Tông xeo đây. Trời ơi. Chào chú bà con. Tông Sài Gòn. Có thấy gì không các bạn? Này chứ cá này giờ gỡ biết sao gỡ luôn à. Nó dính nhiều quá từ nhiều rồi. Khóc tiếng miên luôn các bạn ơi. Rồi. Rồi lưa ăn lưa đó phải cầm chai. Rồi lướt kia cá rô còn hồi lại. Cá rô què rồi. Đâu đâu lỗ đâu. Nó nghe thật cái nào, thật quá không á. Ừ đúng rồi. Vậy đâu? Kìa kìa. Đã phải chụp con đó lên được mấy con luôn á. Trở lại đang về tắm ăn ơi. Ôi thôi ống còn tao chỉ. Ôi trời ông nội ơi. Cái này là dạng như cái ao mà người ta tưới rau á các bạn. Thì cái là người ta cái ao để người ta lấy nước người ta tưới rau chứ không có nuôi gì hết nha. Cái này hoàn toàn là tự nhiên. Không có nuôi gì hết à. Đừng mấy bạn đừng có nói là cá hầm cá nuôi nha. Bình cử à. À, hai tay lưới sau khi giăng một cái tủng có bé tí khoảng 20 phút thì kiếm chắc cũng 2 ký mấy 3 ký cá. À, hai tay lưới bây giờ là công tác đi gỡ cá nha. Mình gỡ á, nãy chỗ này nắng quá mình đem ra đây mát mình gỡ, có cái vũng nước mình để cho cá nó sống. Bây giờ mình gỡ cá rô trước nè. Ngồi đây đi. Hôm qua trời. Đây, sau một thời gian gỡ cá, cho coi cái vỏ cá đây. Giờ tôi mệt quá mấy bạn ơi, tôi gỡ cá, nãy giờ tôi mỏi đây. Em mệt quá rồi. Đây, cái này cá sạch. Chắc mình về mình làm khô, mắm gì mình ăn, với mình chiên ăn, hàu dầu mình ăn hết không? Yeah. Rồi còn đây. Đây, cá rô. Bỏ riêng ra. Không, đứng mình mới thấy. Đó. Đó, cá rô. Đây cá rô đồng nha các bạn. Mình chắc mình nấu bún hay là mình kho. Đấy, tài quá các bạn. Mình kho gì đó. Rồi, An muốn phát biểu gì phát biểu đi. Mỗi tài quá. Dạ. Tay chân sụ lơ đó, gỡ cá rồi. Hôm nay mình chơi hơi lầy thôi cũng như các bạn. Cần Hữu Hiếu phát biểu cảm nghĩ của mình đi. Nay cũng như mình làm clip mình cũng chơi hơi lầy nha các bạn. Thông cảm nha các bạn. Hơi dơ nha. Trời ơi, tay chân giờ lầy lội rồi. Thằng Pha còn ghê hơn nữa. Thằng Pha nó không dám quay. Để cho ngang lại, để cho ngang dính rồi à. À, thì... này
Đây là công tác dân cái hào thứ hai nha. Đây cũng là ao của luống rau. Đi bờ kìa. Nghe nói cái này có con cá tê tượng dưới đây nha các bạn. Rồi rồi, giờ để pha cầm rồi đó, cái An đi qua đây cái nữa là mình chưa bắt hết luôn. Đây nè. Vậy chắc Trường Hiếu phải đường Hiếu lội vô mới được. Rồi, Hiếu đi bên kia Hiếu ơi. Không, Hiếu đi bên kia văng này cái nữa cho nó xéo bằng cái nữa, hai đường luôn. Vậy nó sót không? Có tài tượng hả? Bự không? Chị đưa nó cho Hiếu luôn. Này này, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót nha các bạn. Chơi sạch hết. Gì? Có phi chứ phải tài tượng hả? Trắng quá chừng cả trắng. Mấy cái vô à. Tại thấy anh giăng lưới á, ổng thấy anh giăng lưới ổng sợ bắt hết cá rồi ổng á. Trời. Cá hồi ở nước ngoài vậy các bạn, biết không? À, nó mới chưa thấy được này. Nhỏ lắm. Hai em này nó giờ nó học bác sĩ rồi, em chưa học bác sĩ nữa. Học bác sĩ với Cần Thơ đó. Cá này giăng lưới dính hết rồi mày Hiếu ơi. Cá này giăng lưới dính hết. Cá đắng. Đây các bạn, mình sẽ bắt một con cá trắng cho các bạn coi ha các bạn. Đâu rồi? Giống như cá hồi quá ha các bạn. Này các bạn, này cá trắng nó có hai cọng râu, nó giống như là mình này gọi là lòng tông bay, còn mà ở dưới Bến Tre gọi là cá lòng tông bay. Đây là ở đây người ta gọi là cá trắng, mà dưới Bến Tre mình gọi đây là lòng tông bay ha. Còn mà loại lòng tông ở trong vũng nhỏ sông ở dưới Bến Tre gọi là lòng tông đá. Còn này lòng tông bay, các bạn thấy hai cái cánh đó rất là to đấy không các bạn. Lòng bay bơi rất dữ các bạn. Trời ơi.
giờ là công tác dỡ lưới. Đây, Hiếu của chúng ta đang dỡ lưới. Chỗ ít cá hơn chỗ hồi nãy. Chỗ nước đen đen này nhiều cá lắm. Công tác phần cá nha. Mình văn mình không ngán, nhưng mà mình cá số lượng này cá mình này ngán. Hôm nay mình sẽ mời bạn cái cô. Đây là cá rô. Tôi thấy tụi tôi áo quần này treo qua thấy ghê quá mày ơi. Đây, sau mấy tiếng đồng hồ bằng cá thì cũng được xong một mớ, nhưng mà vẫn chưa xong. Rồi bây giờ thì cái tận dụng mớ đầu cá này để mình đặt lợp. Đặt lợp. Giờ nó sẽ dính tép nha các bạn. Tép. Tép đó mai mình có thể, nếu mà nhiều thì mình kho ăn, còn ít quá thì mình lấy mình làm mồi câu cá phi, cá rô rồi cũng được. Hả? Cá chi nhiều như vậy. Nhiều quá, nhiều quá đâu là miếng. Rồi. Quỳnh Khoa đặt xuống đi Quỳnh Khoa. Cho coi trong này cái. Đây là mồi. Và là đầu cá của cá nha. Mình sẽ để mình nhét rồi để cho cá chắc tép nó không ra. Bây giờ sẽ phải cho đặt luôn nha. Đặt sao đây? Đặt cho nó giống đặt cá bóng vậy phải không? Đây là kết quả sau khi anh em chúng tôi đã mần xong. Nhìn các bạn, rất là nặng. Mời mình phơi. Mình sẽ này sẽ làm khô nha, khô một nắng. Đây các bạn, đây là những con khô của anh em chúng tôi sau một buổi chiều rồi chiến đấu. Đây là những con bị rùi nhiều á. Nên mình vừa quay chụp mấy đuổi rồi. Giờ khổ cá sặc một nắng nha. Còn lắm các bạn. Cá sặc hôm qua mình giăng lưới mình gỡ đó mấy bạn. Quá hôm qua chơi lầy quá. Mình chiên mình chấm mắm me. Cái sạc này mà con còn cái sạc mà cái sạc mười sẵn mà chưa vơi khô người ta bán là 40.000 một ký các bạn. Còn khô cái sạc này chắc khoảng 200-300 à. Đúng rồi. Nếu là các bạn nào muốn ăn cái sạc tươi mà mười sẵn liên hệ bằng Hiếu nha. Ở đây ta bán 40, bằng Hiếu sẽ bán là 60 thôi. Phải có lời chứ đúng không các bạn? Sang lẻ hả? À? Qua wow, rồi. Tính qua tiền ship đó. Khô. Mua gì Sài Gòn sẽ phơi khô, Sài Gòn thì phơi khô nó nhanh khô lắm. Qua wow, rồi, như đây nhậu biết nào hết rồi. Nhậu gấp từng lễ luôn á. Nhậu dĩa chừng 30-40 con. Ai có nhu cầu liên hệ bạn Hiếu nha. Còn khô này bạn ăn với bạn Khoa khách về Bến Tre. Đây qua cầm tay, qua cầm tay. Cái bịch đó mà.